Xin chào tất cả anh em, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kizato. Hôm nay chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho anh Tuấn tại khu vực xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hưng Yên. Xuống đây thì chúng tôi vừa phục vụ xong anh Tạo tại khu vực Văn Giang, Hưng Yên, và chúng tôi tiếp tục xuống chuyến đi thứ 31 xuống phục vụ anh Tuấn tại đây. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi quá trình khảo sát công ty chúng tôi tại khu vực nhà anh, các yếu tố phong thủy cùng với xem flycam từ trên cao các hướng địa lý nha anh. Thì nếu mà ai có ở gần cái khu vực nhà anh Tuấn thì có thể xem lại cái video flycam, xem các yếu tố phong thủy vùng đất quê hương mình như nào, và từ đó xem các cái quá trình khảo sát của chúng tôi để rút ra cái kinh nghiệm xây nhà cho mình, bao gồm những yếu tố gì mà mình cần phải quan tâm khi chúng tôi xuống khảo sát, hoặc là khi mình xây nhà mình cần quan tâm đến. Thì mời các bạn cùng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát này nhé. Trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Tuấn tại khu vực huyện Tiên Lãng, tỉnh Hưng Yên. Đây là cái khu vực mặt tiền nhà anh. Cấp điện thì khu vực phía đằng trước bên phải, và thoát thì sẽ thoát về phía sau ra đằng ao. Đây là mặt tiền anh dự kiến làm một ngôi biệt thự tân cổ điển 2 tầng với hướng là hướng ra mặt tiền ngoài này, và sẽ cách cái mép tường ranh giới này. Thì làm sao mà phải giọt ranh không dính vào cái phía nhà kia. Nhà kia là đang thò ra ngoài tầm 1 mét rồi đấy. Đó, nó sẽ làm bên trong. Đây là bên trong cái khuôn viên khu đất đây. Đó, dạ. Có chụp cả cái nhà này không? Có chứ, có bác ạ. Vâng. Đấy, thì đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất bên trong. Thì anh sẽ hạn chế cho chúng tôi với cái chiều nhà chiều rộng là 9,5 mét. Còn đó là chiều sâu thì tầm 13 mét. Đó, hướng thì hướng ra phía trước này rồi, đông nam 105 độ. Đấy, thì làm thì bắt đầu từ cái chỗ dưới, chỗ cái đầu cái xe đạp điện hất lên thôi, đúng không anh? Và bếp thì nhà anh sẽ làm riêng ra phía đằng sau, và trong nhà này thì không có bếp. Đó, và từ cái đây sang này, đây lên này, đây lên phía kia rồi ạ. Đó, và đây là cái phần mái nhà em trai anh ở bên cạnh, làm sao mà mình làm mà nó cách ra để hai giọt ranh nước không đổ vào nhau. Đó, đây là phần bên trên. Rồi thì mời mọi người cùng xem video khảo sát flycam từ trên cao để thấy rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất này nhá.